Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của em Huy nhé. BM là chuyên dòng xe VinFast lướt, showroom ở Hà Nội, đây 276 Nguyễn Xiển nhé, Nguyễn Tín Auto. Thì bên bọn em ở đây là tất cả đều là chuyên hết dòng xe VinFast là chính. Các hãng khác của em cũng có thôi nhưng mà số lượng ít, đa phần là khách đổi xe. Thì đợt này BM đang về được rất nhiều các lô xe, thứ nhất là chính chủ rõ nguồn gốc từ đầu. Xe VinFast Lux A ấy, thì là một trong cái xe đầu tiên của thương hiệu Việt Nam. Thì ở đây bọn em sẽ trong quá trình giới thiệu xe và showroom thì em sẽ giải thích cho mọi người là vì sao bên em lại chuyên dòng xe này nhé. Những cái lô xe, ví dụ những chiếc xe này này, là đa phần đợt này bọn em về là đều là xe của bên VinFast người ta xả ra cho bọn em. Thì năm 2021 ấy, thì khách hàng có đem những chiếc xe xăng này đổi với xe điện thì có để lại xe xăng, và bây giờ VinFast bán lên cho bọn em. Thành ra là những chiếc xe này đều đã có bảo hành và đã qua cái kiểm định của VinFast hết rồi. Ví dụ chiếc xe trắng này này, 2019 mọi người nhá, giá cực kỳ hợp lý, đi có hơn 3 vạn thôi. Thì với em đang bán là 525 triệu. Rồi 2021 em còn một chiếc nữa ở bên bãi cơ. Ở đây mới chỉ là 1/3 số lượng xe thôi. Mọi người nhìn này rất là nhiều, đủ các màu xe luôn. Thì có một con màu trắng cũng như này, đợt 2021. Đó, thì đi cũng hơn 3 vạn. Thì hiện tại em bán là có 580 triệu thôi. Đó. Thì mọi người biết ấy, xe VinFast thì hồi xưa nó sẽ hơi khó tiếp cận tại vì giá thành cao. Những cái chiếc bản premium, đây ví dụ như chiếc này, đó là bản premium là cao cấp nhất, hồi xưa là 1 tỷ 2 cơ. Đấy. Nhưng mà hiện tại bây giờ em bán, bây giờ ví dụ chiếc này đời 2019 chạy có hơn 1 vạn thôi. Thì hiện tại bây giờ em bán chỉ có hơn 600 thôi, cụ thể 620 triệu. Đấy. Hay là ví dụ chiếc này này là bản tiêu chuẩn nhá mọi người nhá. Đấy, hồi xưa một người đăng ký xong xuôi nó rơi vào tầm hơn 900, thì bây giờ em bán cũng chỉ hơn 500 thôi. Tùy rồi. Đấy, 2019 thì rơi vào khoảng tầm 530, mà nếu 2020 thì rơi vào khoảng tầm 550, và 2021 thì khoảng tầm 580. Một số ít là xe 2022, tại đến năm 2022 là VinFast người ta đã dừng sản xuất cái xe xăng rồi. Đó. Thì đa phần những chiếc xe này rất là mới, đem cho mọi người xem các cái thông số. Một số của đặc điểm của lô xe này em lấy là ngoài những chiếc xe đổi VF8 này, còn những xe trưng bày và xe demo của showroom đấy. Đây mọi người cùng xem đấy. Đây. Đây thông số đây. Ví dụ chiếc này. Đây chiếc xe sản xuất năm 2020. Đây chưa? Ra ở đây là bản cao cấp nhất, ở đây là có da Napa này, ghế chỉnh điện 12 hướng này. Hồi xưa là hơn 1 tỷ 2 cơ. Đó. Đây mọi người xem cái km đi rất là ít. Thì có 1 vạn 2 thôi. Đó, xong chỉ 1 vạn 3. Đó. Chiếc này hiện tại giờ bên đang bán là 630 triệu. Đó. Ngoài ra ở đây có những chiếc xe Lux SA này, tại thời điểm này rất là hot luôn. Chiếc xe Lux SA màu xanh này cũng là bản cao cấp nhất nhá, bản premium. Đấy, hồi xưa đăng ký là tầm hơn 1 tỷ 8. Đây, la răng này, nhìn la răng to này. Đó. Riêng đối bản cao cấp nhất cả Lux A và Lux SA thì đều có 3 màu nội thất nhá mọi người nhá. Đấy, ví dụ như chiếc vừa rồi người xem là xanh nội thất màu đen, ra Napa đen, thì đây là xanh Napa nâu nhá. Đây thông số kỹ thuật đây mọi người xem này. Đó, sản xuất 2019 này. Ra Napa, Napa nâu này. Ngoài ra còn một cái nội thất màu kem nữa. Đây, em sẽ cho mọi người xem một số xe thông tin cơ bản ở đây. Tất cả những chiếc xe này thì đều còn nguyên bảo hành của hãng nhá. Đây xe này cũng chỉ chạy có 1 vạn 3 thôi. Đó, xe này là của các cái showroom của bên VinFast hay là của bên Vinpearl ấy. Mọi người mua thì trực tiếp bên công ty VinFast sẽ xuất hóa đơn cho mọi người nhé. Đấy, là những chiếc xe này thì hầu như đều rõ hết nguồn gốc thôi. Còn đây là chiếc xe bản tiêu chuẩn màu đen. Đó, được chưa? Đây, xe này thì mà em đang rút hồ sơ này. Đó. Đó. Xe lắc bê rất là nhiều thôi. Đây bản tiêu chuẩn cho mọi người cùng xem nhé. Hiện tại ví dụ như chiếc xe này để em xem nào. Đây là sản xuất 2022 nhá. Màu đen. Thì hiện tại bây giờ thì biển số tỉnh hay là biển thành phố ấy, thì mọi người đều về Hà Nội đều không mất 20 triệu tiền biển. Nên giá thành cũng như nhau thôi. Nhưng chiếc xe là 2022 thì hiện tại giờ em đang bán là bản tiêu chuẩn, thì em bán hơn 600 một chút, khoảng 610 triệu mọi người lấy được xe rồi. Đấy. Còn đây rất nhiều những chiếc xe ví dụ màu xám này. Đấy, đây là bản cao cấp nhất này, màu xám nội thất màu nâu này. Đi cũng hơn 1 vạn thôi. Đấy. Đời 2019. Đời 2019 là cấp nhất, hồi xưa 1 tỷ 2 giờ chỉ hơn 600 thôi. Đây hay như chiếc này là màu nâu này. Đấy, đầy đủ các màu cho mọi người lựa chọn luôn. Đó.
được chưa? Đúng hơn 600, hầu như là nguyên giá như hết. Hay những chiếc như chiếc SA này. Đấy. Chiếc SA đời 2020 cũng là bản cao cấp nhất mọi người nhá. Thì em bán là 760 triệu. Đời 2019 giờ em đang bán là 730 đến 740 triệu tùy cái km của xe. Đây, đây là bản Plus nhé. Bản Plus màu đỏ. Đấy. Lớp màu đỏ mọi người nhìn này. Phía ngoài sẽ có cái viền nẹp chrome và có cam 360. Đó, bản tiêu chuẩn sẽ không có. Đây, cụ thể nhất ở đây em giới thiệu mọi người so sánh luôn một chiếc bản tiêu chuẩn ở đây nhé. Đây chiếc là bản tiêu chuẩn đây. Đấy, sẽ không có viền nẹp chrome ở ngoài này, không có cam 360 này. Thì giá xe mới thì lệch nhau là 80 triệu, nhưng mà tuy nhiên mà em bán là giá xe cũ lệch nhau 20 đến 30 triệu thôi. Đấy. Ở bên showroom bên trong em rất nhiều xe nhé. Mọi người xem này, đây bản premium cao cấp nhất màu đen nhé. Màu đen nội thất màu nâu. Em còn có màu đen nội thất màu nâu da bò nữa. Đấy. Trước này thì đời cao, ít này. Đây mọi người xem thông số luôn này, 2021 đi 2 vạn mốt này. Hiện tại là bán 665 triệu này. Đấy. Còn đây là chiếc bản cao cấp nhất màu đỏ nhé. Đấy. Cũng là màu nội thất nâu da bò nhé. Đấy, bản cao cấp nhất thì sẽ có đặc điểm là hơn được bộ la răng của đinh này. Đấy, la răng to hơn bản tiêu chuẩn. Đấy, được chưa? Còn ở đây là chiếc SA bản tiêu chuẩn. Đấy, hai chiếc vừa rồi em giới thiệu mọi người là bản premium. Thì đây là bản tiêu chuẩn nhé. La răng thì bé hơn một đinh mà lốp mít này. Lốp lốp mít, la răng bé hơn một đinh. Ở đây là có phay xước rồi nhé. Nguyên bản nó sẽ không được đẹp như này. Đấy, em cùng vào bên trong em còn 2-3 xe nữa cơ. Đây là hai chiếc premium, một chiếc màu xanh, một chiếc màu đỏ. Ngoài ra ở đây thì em vẫn còn những cái chiếc premium màu trắng, đủ dòng xe, đủ các màu. Mọi người mà có nhu cầu thì liên hệ ngay với kẻ Huy nhé. Lắc A thì sẽ rơi vào khoảng tầm từ 500 đến 600, còn SA thì sẽ rơi vào tầm hơn 700 một chút thôi, cho đến hơn 800 nếu với những chiếc xe đời cao nhé. Chào tạm biệt tất cả mọi người.